Có thể anh em chưa biết, ở cái phiên bản 12.1, Riot đã chứng minh cho cả thế giới biết mình là ông hoàng trong làng thiết kế Lion. Cụ thể, thay vì mấy cái nút chọn vị trí này, nó nằm ở trên, Riot lại đem xuống dưới đây. Và cái màn hình tại trận này, thay vì phép bổ trợ, nó nằm bên đây, thì Riot lại đem qua bên đây. Kali just didn't TP. So what? Okay. Where are you dodging? Magician! By the way, for those that don't know what happened, say you can live after we stop. Froggy! Oh my god, Cyrus in that bush. That's unlucky. So dead. Oh my god, I killed both! That's so, huh? That's so. Ever let you into the secret?
We will combo with the zero. Okay, Z. Wait, shit! Fuck! Wait, I meant to... My mouth... Oh my god, I gotta have this. Yo, calculator. O maluco que não tá. O cara deu double aqui, que hype. Você cobra? Não, eu cobro isso. Cara, ele tem um cronômetro, mano. Eu morri ainda, tá? Que cara bom, velho. Pô, esse cara é bom, velho. Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái nghịch lý của tiền mùa giải 2022. Rất nhiều xạ thủ chuyển sang lên đội pháp sư, vậy đâu là cái nguyên nhân? Đối với rất nhiều game thủ thì vị trí xạ thủ hay còn gọi là ADC, ngay từ cái tên thì chúng ta cũng đã biết được rằng xạ thủ chính là nguồn sát thương chính của cả đội và họ thường sẽ lên các trang bị tăng sức mạnh công kích. Tuy nhiên điều này đã phần nào thay đổi ở cái tiền mùa giải 2022 khi rất nhiều xạ thủ đã chuyển sang lối lên trang bị sức mạnh pháp thuật. Vậy đâu là cái nguyên nhân dẫn đến cái nghịch lý này? Hãy cùng mình tìm hiểu ở video này nhé. Chỉ có một sự thật không thể chối cãi, đó là các trang bị được thiết kế cho xạ thủ gần như là đi ngược hoàn toàn lại định hướng phát triển của Liên minh Huyền Thoại. Trong những năm vừa qua, Riot luôn muốn các trận đấu của Liên minh Huyền Thoại diễn ra nhanh hơn khi đưa ra những thay đổi có lợi cho vị trí sở hữu sức mạnh ảnh hưởng đến đầu game như là đi rừng, đường giữa. Tuy nhiên hệ thống trang bị của xạ thủ lại khiến cho lớp nhân vật này vô cùng yếu đuối ở đầu trận. Các vị tướng xạ thủ chỉ thực sự có tiếng nói khi đạt được khoảng 3 trang bị lớn, bởi vô cực kiếm khi đó mới cung cấp thêm 35% sát thương chí mạng. Hệ quả là lớp nhân vật xạ thủ có rất ít tác động đến trận đấu, bởi khi anh em đã đủ đồ cho xạ thủ thì trận đấu gần như đã được quyết định rồi. Điều này dẫn tới việc game thủ phải tìm đến những giải pháp lên đồ hiệu quả hơn, có tầm ảnh hưởng lớn đến trận đấu thay vì farm thụ động như trước. Và rồi cái lối chơi lên trang bị sức mạnh phép thuật đã xuất hiện và khiến cho vị trí xạ thủ trở nên vô cùng khó chịu và mạnh lên rất nhiều ở cái tiền mùa giải 2022. Nguyên nhân thì cũng cực kỳ đơn giản, khi các trang bị sức mạnh phép thuật đều mang lại lượng sát thương đầu ra ngay lập tức và vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ gần đây nhất đó chính là vị tướng FCU, thì chúng ta có thể thấy rằng vị tướng này đã mạnh lên rất nhiều khi chuyển sang lên Vương Miện Si Vong. Lối chơi này thậm chí còn khiến cho FCU có tỷ lệ thắng lên tới 56%. Trang bị Vương Miện Si Vong giúp cho FCU có thể sống sót một cách tốt hơn rất là nhiều. Kể cả về mặt sát thương thì với 600 năng lượng cộng thêm từ Vương Miện Si Vong cũng có thể giúp cho FCU mạnh hơn rất là nhiều khi tương tác quá tốt với cái thần kiếm Muramana. Tiếp đó thì chúng ta cũng có thể nhắc đến một cái tên khác như là Kai'Sa, hay một xạ thủ chuyên đi đường giữa đó chính là Corki, cũng đang dần chuyển sang lối lên đồ sức mạnh phép thuật. Thì nếu như Corki lựa chọn lên bổng âm để tận dụng khả năng xuyên kháng phép, thì Kai'Sa lại lựa chọn Nanasaur, Vương Miện Si Vong để nâng cấp được nhiều kỹ năng nhất có thể. Theo như thống kê của chuyên trang OB.gg thì những lối lên đồ này đều có hiệu quả vô cùng lớn khi sở hữu tỷ lệ thắng cực kỳ cao. Ở trên chỉ là 3 trong số rất là nhiều vị tướng tiêu biểu cho trào lưu lên đồ sức mạnh phép thuật đang diễn ra trong Liên minh Huyền Thoại mà thôi. Điều này cho thấy rằng cách Riot chỉnh sửa các vị tướng xạ thủ cũng như các trang bị đang gặp vấn đề lớn. Nếu như không có những thay đổi trong tương lai thì sẽ không quá ngạc nhiên khi xạ thủ truyền thống lại lên các trang bị sức mạnh phép thuật.